sử dụng luật hấp dẫn đúng cách để thu hút tiền bạc, thu hút mọi thứ bạn muốn. Tiền là năng lượng. Hãy suy nghĩ về tiền một cách tích cực và khích lệ. Tiền như một phương tiện để tạo ra cơ hội và tự do trong cuộc sống. Đừng nghĩ về tiền như là một thứ gì đó xấu xa hay áp đặt. Luật hấp dẫn cho rằng bạn là một thỏi nam châm thu hút đến bạn tất cả mọi thứ thông qua tín hiệu bạn phát ra từ những suy nghĩ và những cảm xúc của bạn. Để trở thành thỏi nam châm thu hút tiền bạc mạnh mẽ, bạn cần thật rõ ràng về khoản tiền mà mình muốn nhận được, đó là 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ hay 10 tỷ. Bạn sẽ thực sự sở hữu số tiền đó vào ngày nào, tháng nào, năm nào. Hãy tuyên bố số tiền mà bạn muốn kiếm và tập trung toàn lực vào mục tiêu đó. Đừng nghĩ về việc làm thế nào để bạn có thể kiếm được nó, mà hãy nghĩ đến việc bạn muốn nhận được bao nhiêu tiền và cảm giác sung sướng, hạnh phúc ra sao khi bạn sở hữu số tiền đó. Hãy yêu tiền. Hầu hết mọi người không yêu tiền bởi vì họ luôn cảm thấy không có đủ tiền. Hãy tưởng tượng và hình dung rằng bản thân bạn đang chi dùng với số tiền mà bạn mong muốn. Chi tiêu như là bạn đã sở hữu số tiền đó rồi. Hãy nói ra, hành động và suy nghĩ với tư duy của sự sung túc ngay lúc này. Loại bỏ đi những suy nghĩ và lời nói thiếu tự tin như tôi không thể làm được, điều đó quá khó với tôi. Bạn đừng bao giờ nói và suy nghĩ thiếu tự tin về tiền bạc dù chỉ là một giây nào. Hãy biết ơn tất cả số tiền mà bạn đang có và đánh giá cao từng đồng tiền ngay khi bạn có được. Luôn khẳng định với bản thân mỗi ngày rằng bạn dư giả về tiền bạc và việc đó đến với bạn với rất ít nỗ lực. Hãy lập danh sách tất cả những thứ bạn muốn mua với một số tiền dồi dào. Hãy làm bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy sung túc. Tìm kiếm sự giàu có ở bất cứ nơi đâu và đánh giá cao sự giàu có. Luôn ngưỡng mộ và đánh giá cao những người giàu có xung quanh bạn. Hãy luôn chắc chắn rằng tiền đang đến với bạn. Yêu quý bản thân mình và nhận thức rằng bạn xứng đáng và giá trị để sở hữu thật nhiều tiền. Luôn trả cho bản thân của bạn trước từ lương của bạn, rồi sau đó mới trả cho những người khác. Hãy ghi nhớ với bản thân mình mỗi ngày rằng bạn là nam châm hút tiền. Và hãy tự hỏi mình mỗi ngày rằng, ngay lúc này, suy nghĩ của tôi đang giúp tôi thu hút tiền hay đang đẩy tiền ra xa. Với mỗi hành động đó, bạn đang nói với vũ trụ rằng bạn thật sự là người xứng đáng và có giá trị. Hãy lặp đi lặp lại câu nói này mỗi ngày. Tôi là nam châm hút tiền. Tiền đang đến với tôi một cách dễ dàng và không cần nhiều nỗ lực. Hãy viết ra tấm ngân phiếu cho bản thân bạn với tổng số tiền mà bạn muốn có và muốn sở hữu trong ví tiền của mình và nhìn ngắm nó thường xuyên. Yêu quý bản thân mình, hãy làm bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy vui vẻ. Chính cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc là chất xúc tác biến bạn trở thành thỏi nam châm thu hút tiền bạc mạnh mẽ nhất. Sự giàu có là một suy nghĩ. Tiền bị hút về bạn hay bị đẩy ra khỏi bạn, tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Đôi khi bạn cảm thấy tiêu cực và buồn cũng là một phần không thể tránh khỏi. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta biết cách đối mặt và vượt qua những thời điểm buồn bã này để không mất đi niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Sau mỗi đêm tối sẽ là bình minh mới và sức mạnh để tiếp tục mọi thứ. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể chọn cách đối diện với nó, với lòng quyết tâm và niềm tin vào bản thân. Nếu không thể chạy, hãy bắt đầu bước đi. Nếu không thể đi, hãy bò từng đoạn. Nếu bước chân của bạn không đủ mạnh để bay lượn như chim, hãy biến nó thành sức mạnh để chạy. Ngay cả khi cuộc hành trình trở nên khó khăn, hãy nhớ rằng chỉ có hướng về phía trước mới là con đường duy nhất. Hãy nhìn vào bên trong, tìm ra nguồn năng lượng tích cực và sự kiên nhẫn mạnh mẽ đang chờ bạn. Trong mỗi khó khăn sẽ luôn có cơ hội để phát triển và trưởng thành. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.